nhằm phát triển lưới điện chung hạ áp, đấu nối với lưới điện quốc gia để cấp điện cho các hộ dân tại các thôn, bản, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào khó khăn, đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, từng bước nâng cao đời sống, dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, ổn định chính trị xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn. Tỉnh Tuyên Quang đang nỗ lực hoàn thành dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2013-2020. Đầu năm 2019, công trình cấp điện về hai thôn Khao Làng và Cao Đường thuộc xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng, phấn khởi của người dân nơi đây. Sau nhiều năm, bà con nơi đây đã có điện thắp sáng, mạnh dạn đầu tư máy móc để phát triển kinh tế, phục vụ đời sống. Trước đây thì chưa có điện thì cũng rất là khổ, bây giờ thì nhà nước đầu tư điện lên thì bây giờ cũng rất là vui, bà con tôi cũng rất là phấn khởi. Và bây giờ cũng mua được tivi để xem được cái thời sự. Từ khi có điện ấy thì là cái việc thay đổi cái bộ mặt của xã thì hết sức là rõ ràng. Việc nâng cao cái thu nhập của nhân dân cũng như là sử dụng dịch vụ điện vào trong việc sát xuất sản xuất cũng như là nâng cao cái mức sống. Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020 có tổng mức đầu tư hơn 950 tỷ đồng. Tính đến tháng 3 năm 2020, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang còn 41 thôn bản với hơn 3.000 hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Dự kiến đến tháng 6 năm 2020, có 24 thôn bản sẽ có điện góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.